xin chào rồi chào mừng các bạn quay trở lại với cd radio kênh tâm sự và phát triển bản thân dành cho các bạn Để có phải là các bạn nghĩ là tối hôm nay chúng ta sẽ không có clip không tại vì bây giờ là cũng 10 giờ rồi cd mới bắt đầu quay clip cho các bạn à, quả là một ngày bận rộn hả các bạn thì à, thật ra làm sao mà có thể quên được cái chương trình của chúng ta chương trình chủ nhật cùng cd đúng không rồi thì à, hôm nay của bạn như thế nào CD đã có một ngày nói thuận lợi thì cũng không đúng mà bất lợi thì cũng không phải à, chúng ta sẽ có những cái ngày mình lững thững mình lơ thơ các bạn nhưng mà rồi mình phải xác định rõ là à nếu mà mình lững thững lơ thơ tiếp tục thì mình được cái gì và mình sẽ mất cái gì và từ đó mình có thêm cái động lực để mình rời khỏi cái trạng thái không ra đâu hết không muốn làm gì hết cái trạng thái đó đó thì để kể cho các bạn nghe một cái điều mà làm cho cd cảm thấy ngày hôm nay của mình có ý nghĩa hơn thật ra như các bạn cũng biết là hôm nay cd viết khá là ít à, có viết fanpage có viết group rồi có viết cá nhân nhưng mà thật sự cảm thấy nó không có nhiều và đặc biệt là hôm nay cd lại không có viết chương sách nào cho mình hết cảm thấy khá là tồi tệ các bạn tại vì bình thường mình làm việc cũng chăm chỉ lắm mà sao bữa nay mình cứ như mình lừa ngang mình khó chịu ngang kiểu vậy á thì lướt facebook với các bạn đi mới thấy một cái clip được nói bằng tiếng anh và việc sub ở dưới thì cái clip đó sẽ là một cái clip bình thường nó trôi qua như các clip khác nếu nếu như cái nội dung của nó không có cái đoạn trước sau thì đi xin phép được từ thuật lại bằng tiếng việt ha tại tiếng anh mình không có tốt lắm rồi thì uh, trong clip là một người đàn ông phỏng vấn một người đàn ông khác thì cái người đàn ông á, uh, hỏi cái người mà được phỏng vấn á. Ví dụ như là CD là cái người phỏng vấn đi nha, còn cái người kia là cái người được phỏng vấn thì CD sẽ hỏi là uh, điều gì khiến cho anh cảm thấy là mình sống tích cực hơn, mình sống có ý nghĩa hơn vào lúc này. Thì cái anh bạn được phỏng vấn anh mới trả lời như này. Thật ra chúng ta mỗi người đều có hai cuộc đời. Và cuộc đời thứ hai bắt đầu khi mình nhận ra được rằng mình chỉ có một cuộc đời để sống các bạn có thể tua cái khúc này ai cũng có hai cuộc đời và cái cuộc đời thứ hai bắt đầu khi mà mình nhận ra ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống và khi các bạn hiểu được cái câu này không nếu các bạn ngẫm lại và thấm nó thì các bạn sẽ hiểu mỗi người chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống thôi và nếu hôm nay mình cứ lẩn thẩn lơ thơ ngày mai mình cũng lớn thẩn lơ thơ thì tương lai mình cũng sẽ như thế và năm 10 năm sau nữa mình cũng như vậy khác một điều là mình già đi thời gian nó không có chờ đợi mình và kể cả những lúc mình không muốn làm gì thì mình cũng hãy cố gắng tìm một cái việc gì đó mình có thể làm kể cả cái việc đó là cái việc nhỏ nhất cái việc đó là cái việc đơn giản nhất nhưng mình nỗ lực để mình làm thì mình cũng có một cái gì đó để tự hào vào ngày hôm đó rồi bạn thấy đúng không trong cuộc sống của mình không thể nào mình cứ đi lên một đường như thế này mãi được sẽ có những lúc mình cảm thấy mình đi xuống sẽ có những lúc mình cảm thấy mình chững lại và có những lúc mình cảm thấy ờ wow, mình đã phát triển đó là những cái giai đoạn trong cuộc đời một con người các bạn đừng tự trách mình khi lỡ nhận ra mình đang đi lùi hoặc là mình bị chững lại một chút xíu và hãy tự cổ vũ mình khi mình nhận ra mình đang phát triển hơn mỗi ngày. Cái việc mà các bạn chấp nhận những cái khuyết điểm của mình, những cái gì mà mình chưa tròn đầy á là các bạn đang trung thực với chính mình. Bởi vì các bạn dám nhìn nhận cái vấn đề đó ở cái góc độ là sự thật, là trung thực với bản thân mình. Thì từ cái chỗ đó, từ cái giây phút đó là cái giây phút các bạn đã phát triển rồi. Và vì chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống nên chúng ta phải sống cho đáng và nếu một ngày trôi qua nó vô nghĩa thì các bạn có cảm thấy nó uổng nó lãng phí không ai cũng như mình ai cũng như ai ông trời nắng thì nắng hết mưa thì mưa hết chỗ này mưa chỗ kia nắng rồi lại luân phiên với nhau bất hạnh chia đều hạnh phúc chia đều may mắn chia đều nhưng tại sao có những người mình nhìn người ta mình cảm thấy là người ta lúc nào cũng vui vẻ lúc nào cũng may mắn dường như tất cả may mắn đều đến với họ và cũng có những người sống cùng trong một cái hoàn cảnh đó cùng trong cái môi trường đó anh em ruột chị em ruột họ hàng thân thích nói chung là ở cùng cái môi trường đó luôn nhưng mà mình lại nhìn thấy họ là ủa sao người này cứ ủ dột cứ muộn phiền cứ bực bội cứ cáo gắt cứ tiêu cực hoài tại sao vậy vì những người đó những cái người mà tiêu cực đó buồn đó đó họ không có nhận ra được họ đang có cái gì họ không nhận ra được là họ đang được cuộc đời đãi ngộ mình những cái gì còn những cái người mà người ta lúc nào cũng cho người khác thấy được là họ đang hạnh phúc thật ra cái người hạnh phúc thật sự là cái người không quan trọng người khác nghĩ cái gì về họ họ tự làm cho họ hạnh phúc được và họ vui với điều đó và vì cái niềm vui thực sự ở bên trong họ cảm nhận được vô tình nha vô tình không cố ý nó lan tỏa ra bên ngoài giống như mặt trời không cố tình tỏa nắng nhưng mà ánh sáng vẫn chói chang mọi nơi vậy đó các bạn thì các bạn nhìn vào các bạn sẽ cảm nhận được đâu là cái người hạnh phúc thật và đâu cái người giả vờ hạnh phúc giả vờ vui vẻ bạn cảm nhận được và vì họ đủ yêu bản thân mình họ đủ hiểu rằng là mình đang có những cái gì và kể cả mình đang bị thất bại thì mình vẫn có cơ hội làm lại vào ngày mai chỉ cần còn thở là còn gỡ thì những người đó là những người hạnh phúc thật sự họ thậm chí còn chiêu còn tận hưởng cái thất bại của mình nữa kìa họ đón nhận những cái gì không thuận lợi là những cái việc như sư minh niệm nói là việc bất như ý chứ không phải là thất bại họ đón nhận một cách rất là đẹp các bạn kể cả những cái gì không như ý mình còn những cái người mà họ cứ đứng núi này trong núi nọ họ có trong tay 10 triệu họ muốn có 20 triệu 100 triệu mà họ không có được á thì họ bắt đầu chán ngán với cuộc đời và họ tự trách bản thân rồi họ trách người này người kia người nọ họ trách hoàn cảnh họ trách trách kiểu trời mưa họ cũng trách trời mưa trời nắng họ cũng trách trời nắng thì những người đó sẽ luôn cảm thấy cuộc đời này bất hạnh với mình và các bạn tưởng tượng cơ thể mình trí óc mình thân thể mình là một cái ly nước đi thì các bạn chứa cái gì trong ly nước đó các bạn chứa nước đục hay là nước trong là tùy các bạn rót vào thôi chứ không có ai quy định cho các bạn hết các bạn nghĩ cuộc đời này sao mà khó khăn với mình quá Sao mà bất hạnh với mình quá Sao mà cái gì cũng xua đuổi đến với mình quá Thì các bạn đang chứa nước đục Còn nếu các bạn nghĩ là À cái việc này nó đến với mình là để cho mình một cái bài học gì nè Để dạy cho mình một cái điều gì nè Hoặc là do lúc trước mình không chăm chỉ Thì bây giờ mình bị mất cơ hội nè Đó là do mình nè Mình phải thay đổi nè Thì bắt đầu các bạn đang chứa cái thứ nước được tẩy rửa rồi Nước lọc Có uống được rồi đó và nếu mà nhớ lưu ý nè tại sao lại ví dụ bản thân mình là cái ly nước mà không phải là một cái gì đó khác tại vì nếu cơ bản bạn đang bị tiêu cực rồi bạn đang sống trong một cái môi trường tiêu cực và bạn bị nhiễm tiêu cực quá nặng có thể là từ gia đình thế hệ trước từ môi trường làm việc từ môi trường nhà ở các kiểu bạn biết là bạn bị tiêu cực nặng rồi và bạn đang muốn thoát ra vì bạn chỉ có một cuộc đời để sống thì bạn hiểu cho một điều là một ly nước đục nó không thể nào trong ngay được. Bạn sẽ phải, đây là đây là cái ly nước đúng không? Rồi, đầu tư luôn cái ly nước. Ví dụ đây là các bạn là cái ly nước đi. Thì bây giờ đây là cái nước mà các bạn chứa là nó bị đục đi ha, nó bị đục đi ha. Rồi, các bạn muốn nó trong lên thì các bạn phải chứa những cái gì tích cực, những cái gì đẹp đẽ, các bạn bỏ nó vô đúng không? Bỏ nó vô. Thì nó đâu có trong liền được đâu các bạn mà nó sẽ nhạt từ từ cái màu nước đục rồi từ từ nó mới trong lên cái việc tích cực á, cái điều đẹp đẽ á, nó không phải là một viên thuốc tẩy các bạn nó không phải là cái hợp chất tẩy rửa mạnh đến độ khiến cho nước cống màu đen trở thành màu trong trắng có thể uống được không nó không có kỳ diệu tới mức đó mà nó sẽ pha loãng cái độ tiêu cực của các bạn từ 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 và khi mà nước nó đầy 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 dâng lên rồi á dâng lên, lên, lên đầy rồi á bắt đầu nó sẽ tràn ra những cái tiêu cực ra ngoài rồi cái tích cực nó dần thay thế cái tiêu cực con người của bạn lọc lại từ từ chuyển đổi từ từ chứ nó không có một lúc mà nó trong liền được nằm mơ thôi chứ không có thiệt vậy nên đó, có những bạn á sau một khoảng thời gian đọc sách nhiều à, rèn luyện thói quen tích cực đọc tin tức tích cực nghe những gì tích cực nhưng mà các bạn vẫn chưa chuyển đổi được các bạn lại bỏ cuộc sớm và các bạn không tin được rằng là mình có thể thay đổi mặc dù cái sự thay đổi nó đang ở bên trong các bạn từ từ đẩy cái tiêu cực ra và thay thế chỗ bằng cái tích cực nó từ từ và nó chậm chứ nó không có nhanh được có những người người ta phải thay đổi mình hàng tháng hàng năm là người ta mới đạt tới cái trình độ cái tư duy mà người ta muốn chứ không thể nào mà một ngày một bữa, một tuần, một tháng thay đổi liền, khó lắm các bạn, khó lắm. Và có một cái cái những cái chuỗi clip là hướng dẫn các bạn là thay đổi bản thân trong vòng 21 ngày á, các bạn có thể tìm những cái clip đó và các bạn ứng dụng thử. 21 ngày có nghĩa là 3 tuần. 3 tuần các bạn có thể hình thành một cái thói quen mới. Rồi từ cái thói quen mới đó các bạn mới hình thành nên cái tính cách mới từ cái tính cách mới các bạn mới hình thành nên được tập cho mình được những cái suy nghĩ mới rồi từ những cái suy nghĩ mới đó nó sẽ ra những cái hành động mới hành động mới nó ra con người mới luôn và con người mới là cuộc đời mới các bạn phải thay đổi mình từ từ đừng bao giờ huyễn hoặc với bản thân mình là bây giờ tôi chỉ cần làm cái này là tôi sẽ thay đổi được chỉ cần cái này là tôi thay đổi được rất là khó các bạn nếu các bạn làm chỉ có một hai ngày các bạn đòi thay đổi đâu ra các bạn nghĩ đi các bạn sống từ nhỏ tới lớn với phụ huynh của mình mà lỡ không 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 được may mắn là phụ huynh của mình có những cái vết thương lòng có những cái đứa trẻ bên trong của phụ huynh mình đó, bị thương sẵn rồi bị đau sẵn rồi đứa trẻ bên trong bị tổn thương sẵn rồi rồi để mình ra xong lại dùng cái cách giáo dục của thế hệ trước áp lên mình kẻ tổn thương lại tổn thương người khác kiểu vậy đó các bạn mà cha mẹ mình không có biết không có cố tình luôn mà không nhận ra không biết luôn bây giờ mình sống trong cái thời đại mới này mình có được cái điều kiện là mình có cơ sở vật chất tốt mình có thể coi những cái clip như thế này mình có thể đọc những cái sách tốt có môi trường giáo dục tốt thì mình phải khác đi chứ mình không có đi theo cái vòng tròn đó được cha mẹ mình bị tổn thương xong nuôi dạy mình theo cái cách bị tổn thương đó làm tổn thương mình trong sự vô tình sau đó mình lại có con mình lại nuôi dưỡng con mình theo cái cách đó rồi con mình nó có con nó lại nuôi dưỡng cháu mình theo cái cách đó đi vòng tròn tròn vậy hoài luôn các bạn một cái nếu dài luôn toàn tổn thương thôi và đa phần các bạn hỏi đi cha mẹ các bạn có khi nào nói là con hãy sống vì con không rất là ít đa phần là tao nuôi mày lớn lên mày phải như thế này như thế kia đó đa phần là vậy tao thấy cái này thích hợp với mày nè mày làm cái này đi mày đừng cứ cãi tao tao để mày được đúng không đa phần là vậy rất ít đừng có trách phụ huynh của mình tại vì phụ huynh của mình hồi xưa cũng bị y chang vậy á và họ sẽ nói là tao vẫn như thế mà tao lớn lên được tao nuôi mày được tại sao mày không nghe tao tại vì mỗi thời đại mỗi cách giáo dục khác các bạn nó sẽ khác và nó sẽ thay đổi nhưng mà để dung hòa được hai cái thế hệ cũng không đơn giản đòi hỏi bản thân các bạn phải phát triển tốt trước các bạn phải thay đổi tích cực lên trước thì cha mẹ phụ huynh của các bạn nhìn vào thấy được cái sự tốt lên của bạn và thấy được cái quá trình phát triển của các bạn thấy được cái kết quả các bạn đem về bằng những cái thành công của các bạn ở ngoài cuộc sống bằng cái việc các bạn sống tốt biết cho đi có những cái đức tính mà khi mà kể ra ví dụ như là biết nhẫn nhịn nè biết yêu thương nè biết cho đi nè can đảm nè theo đuổi giấc mơ nè và thành công nè thì có hết những cái điều đó thì cha mẹ bạn mới cảm thấy à có lẽ con bé này nó đúng có lẽ thằng bé này nó đúng có lẽ là thời của mình hơi xa vời rồi bây giờ mình phải cập nhật với lứa trẻ các bạn hãy dùng bản thân mình là minh chứng là bằng chứng cho cái lời nói của mình chứ không thể nào nói suông mà bắt người ta nghe trong khi bản thân của mình vẫn còn tiêu cực rất nhiều thật sự tới giờ phút này cd vẫn còn tiêu cực chứ lâu lâu cũng thẫn thờ lâu lâu cũng giận hờn quạ quọ rồi vô can vô lý các kiểu nhưng mà mình nhận diện được là mình đang như vậy và mình thay đổi nó từ 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 nha các bạn không có liên tục được không có nhanh được đâu từ từ và ngày qua ngày sẽ thay đổi được tốt lên và nhớ cái câu mà đắt nhất ngày hôm nay nó dài nó dài vậy chứ cái câu mà cd muốn các bạn nhớ nhất trong cái clip ngày hôm nay đó đơn giản là ai cũng có hai cuộc đời và cuộc đời thứ hai bắt đầu khi người ta nhận ra được rằng mình chỉ có một cuộc đời để sống bạn chỉ có một cuộc đời để sống thôi sống làm sao cho ngày nào cũng thấy ý nghĩa, ngày nào cũng vui vẻ hết. Và nếu chưa tìm được cách sống làm sao ý nghĩa vui vẻ, thì chịu khó coi clip của CD radio nhựa nghe. OK. Rồi clip tới đây cũng dài rồi các bạn. Hy vọng là các bạn xem xong sẽ ngủ thật là ngon hen Chúc cho các bạn có một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ ấm áp và hãy nhớ chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống thôi. Đây, nhớ bình luận và like cái radio này, cái clip này nếu các bạn cảm thấy nó hữu ích và để cho YouTube có thể lan tỏa đến với nhiều bạn khác hơn nữa nha. Cảm ơn các bạn một lần nữa và chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.